Xin chào mọi người. Hôm nay là đợt tưới thứ hai. Hiện tại bây giờ mình đang có sử dụng cây bát AQ51G của công ty thiết bị tưới Gia Nông. Đây là đợt tưới mình sử dụng thử, đây là lần thử nghiệm đầu tiên mình áp dụng thử cây bát này. Thì thông thường thì mình phải sử dụng qua 4,4 qua 4 cây bát cánh đập. Thì hôm nay mình sử dụng chỉ duy nhất một cây. Thì lần đầu tiên sử dụng thì mình thấy nó cũng khá là hiệu quả. Nó hiệu quả ở chỗ là mình đỡ phải mất công là kéo giàn giàn bát, tốn nhiều ống,